Chào các bạn đến với kênh Anh Thợ Gia Trai nha các bạn. Hôm nay mình có mua được cây quạt nè các bạn. Quạt này quạt mini nha các bạn. Quạt này quạt xài pin, xài bình, xài pin. Nó có cái đồ kẹp nè các bạn. Này mình nữa mình mua ý mình chế lại cái quạt 220 mình xài các bạn ơi. Nếu chế được mình chế nha. Để coi chế được không, không có thì mình chế bằng bằng pin 12V. Đó. Chia sẻ các bạn coi trong cây quạt này nó có cái gì nha các bạn. Nó không có cái nắp đậy pin các bạn ơi. Này nó xài pin chắc 9V hay là 12V hay 5V, 6V gì đó không biết nữa. Chắc thường thường này nó xài cục pin đại á, pin 4V rưỡi. Rồi để mình coi nó như thế nào nha các bạn. Quạt này thì nói chung ra là nó gắn đây nè mà nó sức chấu hay gì các bạn. Ta mấy cột dây nè các bạn. Này nó có cái đồ kẹp vô vách nè. Cũng tiện lắm. Quạt này mình chế quạt B2 vô, quạt cục điện B2 vô mát lắm nha. Nó có cái gỗ nè để mình gỡ ra. Để mình diệt cái cánh nha các bạn. Các bạn thấy kênh Thợ Gia Trai có hay và hữu ích nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Đồ cánh này cốt nhỏ các bạn ơi. Này chắc mình chế chế 12V cũng được. Motor này không biết motor như von đây. Mình gỡ ra nha các bạn. Mình khám phá ra bên trong nó có cái gì nha. Mình có mua gì hay mình chia sẻ cho các bạn xem cái quạt này. Nói chung là mua để chế cháo rồi xài chơi. Để quạt bàn được luôn các bạn, để bàn được luôn. Ờ, nó xài pin các bạn ơi. Pin này pin 18650 nha. Đó. Hai cục. Nhận biết còn không. Thấy còn im quá. Mình không có cái sạc. Này mình để coi mình coi mình cắt nó ra nha các bạn. Cắt nó ra mình coi pin nó mình sạc bằng cách nào mình sạc được mình sạc nha các bạn. Mình mở nó ra coi sao. Cái bọng này mình chế quạt B2 vô cũng được, mà nếu mà chế ấy còn mới chế 12V hay mình chế cái này nó xài pin cặp để mình lột cái pin này ra coi nó được mấy volt. Nó làm đâu nha, là nó làm một nha các bạn, còn mấy volt nha. Nhiều khi nó xài tới 9V, 9V thì này 8V mấy nha. Hai cục thì 8V mấy. Đó, nhiều khi nó đấu đúp thì xài có cục 14V 2. Coi pin này coi nó có bị chảy gì không nha, coi còn xài được không nha. Pin này pin ngon các bạn ơi, pin ngon luôn. Mình mua chủ yếu mình lấy được hai pin cũng ngon. Ồ, nó có cái mặt nữa nè. Pin đỏ cộng trừ. Ô, nó xài có một đường pin nè các bạn ơi. Vậy là nó xài 4V 2. 4V 2 mà cái sạc này mình không có rồi. Để mình tìm cái sạc nào được mình chia sẻ cho các bạn xem nha các bạn. Kiếm không như sạc nào coi. Dốc sạc hết trơn, bỏ hết trơn các bạn ơi. Có cục này mà cục sạc cục này của Motorola nè. Cái coi nó sạc nhiêu, 5V. 5V sạc được nha các bạn. Để đo cục sạc này còn sống không.
đo coi nó còn lên 5V không nha các bạn. Đây, mình ghim vô điện mình đo coi nó còn lên 5V không nha. Sạc ghim vô nổ cái chắc nó còn nữa bạn. Để mình đo coi nó được 5V không nha. 10V để mình đo coi. Lên nữa bạn ơi, chết queo rồi, chết queo rồi, queo rồi, nó chắc nó đứt dây á, để cứu sao, để mình kiếm cục sạc khác coi các bạn ơi, mình có dự trữ nhiều lắm nhưng mà mình phải kiếm mới được. Sạc điện thoại mình có sẵn nè, mà mình phải kiếm mới được chứ không có cắt bừa bãi được. Thôi không có các bạn ơi, mình nữa mình coi lại cục sạc đó sao nha các bạn. Mình giải ra coi cái đuôi sạc nó sao. Bữa đó mình có cái cọng dây sạc 5V. 5V mình cắt gờ ra sẵn rồi. Gỡ cái bo ra trước coi tính sao. Cái này nếu mà nó còn á các bạn, mình chế để dành cầm tay xài cũng được, nó cũng lâu hết pin đó. Nó cũng im. Cần gì khỏi chế kia. Miễn mình chế cục sạc là được rồi. Chế cái đường cắt sạc này, sạc sạc cộng trừ, cộng trừ, cắt sạc cộng trừ bên đây, cộng bên đây, trừ bên đây. Mình thử pin coi nó pin nó còn không nhé bạn. Mình đo thử pin coi nó còn sống không nha. Hay hoặc là mình chặt thử pin coi nó còn lên không, nó còn cháy gì không nha. Pin hết pin. Mình đo pin coi nó còn ngon không nha các bạn. Đo 10V DC. DC là mình đo đúng cộng trừ nó nha. Đó, đúng đầu cộng đầu trừ nè. Còn được các bạn ơi, pin này có thể mình sạc nó vô. Rồi để mình tìm cách nữa các bạn ơi, mình hy sinh cái cục sạc này luôn các bạn ơi. Hy sinh cái cục sạc này mình cắt dây ra luôn quá. Cắt dây ra luôn các bạn. Cắt ra lấy đúng cộng trừ của nó nha. Sạc điện thoại. Chà. Nhiều dữ vậy. Chắc thằng đỏ với thằng đen này quá các bạn. Đo thằng nào lên đủ 5V nha. Mình thử lên test thử cái cây quạt nó quạt không nha. Rồi mình sẽ tính sao. Đây mình đo im vô. Lấy cục sạc 1A nha các bạn, mình thử cục sạc 1A nha, được thì mình thử sạc 2A. Coi đo thằng đỏ với thằng đen này coi có lên 5V không nha. Lên đó các bạn ơi, lên ngon lành. Nè, đúng nó nè. 10V thì nó lên 5V nè. Đó. Thôi lấy hai cộng này nha các bạn. Là cộng đỏ đen nè. Đó. Lấy 5V này mình đưa vô trong cây cái quạt thử cho nó chạy không nha. Đưa vô đây
nối đúng cộng trừ chỗ này, trừ trừ nó thôi, trừ nếu mà ấy được thì mình làm cọng dây dính liền, một sạc dính liền luôn cũng được luôn, để mình sạc nó. Cộng mình đưa vô trong trong đây thử coi, coi quạt nó chạy không nha. Chị các bạn ơi, bị vấn đề mình hàng nó vô mới được, đâm thẳng đây nó không chạy tới đây. Và bây giờ mình hàng nó vô luôn các bạn ơi, mình hàn nó vô, mình hàn cái dây pin lại nha, mình hàn đúng cộng trừ nó vô, hàn nó vô coi sao, rồi mình xỏ cái lỗ này đi. Lát nếu mình hàn vô mà nó sẽ ngon thì mình phá cái chốt của nó bỏ luôn. Đó. Có pin vô nó mới có công sức, nó mới chạy nha các bạn. Sợ không có pin nó không đủ công sức nó không chạy. Đây, mình kiếm kỳ mình hàng mình lấy kỳ giữ thông mình hàng đó bạn, kỳ đây giữ thông đây có rồi. Mình chế nữa mình lấy cục sạc 2A các bạn, mình sạc nó. Cái gắt sạc này nó bị ten rồi, sợ nó hư các bạn, mình chấm mình lấy ra luôn các bạn, có được không nha. Lấy ra luôn bạn, để coi cái đầu nào cộng. Ờ, đúng đầu cộng mà cộng trừ đúng nha các bạn, để mình chấm lại cái thằng motor này. Cộng nó nằm bên bên đây, trừ nằm bên đây thì mình làm lại gian lại. Rồi motor thì mình chấm vô, pin mình chấm vô lại nha các bạn. Pin thì ở đây mình chấm vô lại.
Ú lại nếu mà sạc vô nó chạy ngon thì mình vô dầu motor chút xíu rồi mình để làm xài. Ghim vô sạc đầy pin rồi mình xài các bạn ơi. Có gì đâu có. Này là mạch này nó mạch liền. Mạch liền ba cái này mình hàn chùm lẫn nhau cũng được nha các bạn. Bao hàng bá đạo. Cái quạt nó quạt không có nóng bó hàng. Đó, chắc mình mua mình kiếm tiền mình mua cây súng bó hàng quá các bạn ơi. Súng hàng bó hàng này tuy nó ngon thiệt nhưng mà nó lề mề quá. Súng hàng bóp lên cái nó không hao điện của mình. Bấm vô cái là nó ngon lắm. Nó hẹn này chấp kia. Tắt cho nó chạy luôn các bạn. Chưa ghim điện nữa. Chưa nữa hư cái gì. Để cho nó sạc pin vô hồi nha các bạn. Pin sạc rồi nè các bạn. Nó sạc pin vô coi nó đủ pin nó sạc vô rồi đó. Bây giờ mình lấy cục 2A nha. Cục 2A mình ghim cho nó nhanh chút. Cục 2A nè. Mình sạc yêu cầu là mình sạc pin vô là nó ngon là mình sử dụng được rồi. Đây, vô nè nha các bạn. Đèn cháy nè, đó. Ủa con chắc nó hư nữa bạn ơi, nè chảy ra nè. Ngon lành, ngon lành, ngon lành. Để rút cục sạc coi nó chạy không nha. Vẫn chạy các bạn ơi, ngon rồi. Rồi mình vô dầu với mình sạc ra nha. Con tắc này nó hư rồi, nó ao rồi. Để mình chữa con tắc lại coi được không nha. Công tắc này cũng như để lâu quá nó bị xét đó các bạn. Mình vô dầu coi nó ăn không nha. Không ăn thì mình kiếm tắc khác mình thế vô. Quạt còn ngon. Quá im, quá im. Rồi. Mình để nữa mình làm hoàn chỉnh mình phe cho các bạn xem nha. Giờ mình cũng đi ra mình kiếm cái chai dầu với mình gáp lại với mình test pin rồi nọ thôi. Rồi mình chia sẻ các bạn xem để mình làm cái công tắc lại các bạn ơi. Tắt giờ kiếm không có rồi. Các bạn thấy kênh Anh Thợ Da Chai có hay gì hữu ích nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Rồi chào tạm biệt các bạn nghe, hẹn gặp lại các bạn clip sau nha các bạn. Để mình kiếm công tắc mình làm mới được. Rồi.